Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Công Phượng khát khao trở lại đội tuyển Việt Nam. Vụ thủ môn Việt Kiều gia nhập đội bóng nhà bầu Đức có biến. Tương lai nào cho huấn luyện viên Chelsea? Công Phượng khao khát trở lại đội tuyển Việt Nam. Sau thất bại của Asian Cup 2023, hàng công của Việt Nam cần được ông Chelsea làm mới với những chân sút chất lượng. Tại Asian Cup, Việt Nam ghi được 4 bàn thắng và nhìn vào mặt thống kê, đấy rõ ràng là hiệu suất không tệ khi mà đoàn quân của ông Chelsea chọc thủng lưới những đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản và Iraq. Trong quá khứ, Việt Nam có 2 lần vào tới tứ kết của Asian Cup nhưng cũng chỉ có được 4 bàn thắng. Điều này có thể cho thấy hàng công của những chiến binh sao vàng dưới thời của ông Chelsea là rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, đánh giá một cái khách quan thì 4 bàn thắng của tuyển Việt Nam không đến từ một hàng công mạnh, ngược lại có những vấn đề đáng lo. Ở bàn thắng mở tài khoản của Đình Bắc và lưới của Nhật Bản, các chuyên gia và người hâm mộ đều cho rằng tiền đạo tuyển Việt Nam quá may mắn và nếu như thực hiện lại 100 lần tình huống tương tự cũng khó có thể làm lại được. Còn ở trận thua Iraq 2-3, hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều không phải của một tiền đạo mà là do trung vệ Việt Anh và tiền vệ Quang Hải lập công. Ở một góc nhìn khác, theo ông Quang Huy, 4 bàn thắng của tuyển Việt Nam đều được ghi ở những trận có tâm lý thoải mái. Nếu như hàng công của tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn ở trận đấu gặp Indonesia thì sự đánh giá mới là chính xác. Tại trận gặp đối thủ mạnh như Nhật Bản hay là Iraq, tuyển Việt Nam thắng thì quá tuyệt vời mà thua thì cũng chẳng sao. Nhưng ở trận đấu gặp Indonesia, chúng ta cần phải thắng thì lại không làm được, thậm chí là không thể ghi bàn, bình luận viên Quang Huy nói. Nhìn lại toàn bộ các trận đấu mà ông Chelsea cầm quân ở tuyển Việt Nam, cả giao hữu và chính thức, thì hàng công là nơi luôn có những biến động về mặt nhân sự. Khi mới ngồi ghế thuyền trưởng của tuyển Việt Nam thì chính là gia người Pháp ưa thích Tuấn Hải và Văn Tùng. Đến cuộc so tài với Palestine, Hoàng Đức được đẩy lên đá tiền đạo cùng với Tuấn Hải. Trong loạt 3 trận đấu giao hữu gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, các tiền đạo được sử dụng gồm có Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Toàn và Tuấn Hải. Đến vòng loại World Cup 2026, Tuấn Hải và Văn Toàn được tin dùng. Nhưng tại Asian Cup, Đình Bắc lại là sự lựa chọn số 1. Nếu như chân sút 19 tuổi không chấn thương sau trận đấu gặp Nhật Bản, có thể anh sẽ đá chính cả 3 trận đấu vòng bảng. Đáng chú ý là ở trận đấu then chốt với Indonesia, ông Chelsea gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Văn Tùng và Văn Trường. Sau đó, Văn Toàn được đưa vào sân ở cuối hiệp 2, nhưng thời gian đã không đủ để tiền đạo người Hải Dương thể hiện. Với sự thay đổi liên tục các tiền đạo, cho thấy ông Chelsea dường như chưa tìm được một sự lựa chọn ưng ý nhất. Vào tháng 3 tới đây, Tiến Linh quay trở lại nhưng cũng chưa chắc được tin dùng. Thực ra, ông Chelsea vẫn còn một lựa chọn khác là Công Phượng, cầu thủ chỉ được ông thầy người Pháp sử dụng duy nhất một lần ở trận đấu giao hữu với Palestine hồi tháng 9. Trong chia sẻ mới đây, Công Phượng mong muốn được trở lại tuyển Việt Nam, dĩ nhiên anh phải được thi đấu thường xuyên và ghi được dấu ấn tại Yokohama, qua đó ghi điểm với ông Chelsea. Vụ thủ môn Việt Kiều gia nhập đội bóng nhà bầu Đức có biến. Vụ câu lạc bộ Công an Hà Nội lấy lại thủ môn Patrick Lê Giang từ Thành phố Hồ Chí Minh để cho Hoàng Anh Gia Lai mượn bất ngờ gặp phải trở ngại. Cách đây không lâu, nhiều nguồn tin xác nhận phía Hoàng Anh Gia Lai muốn mượn thủ môn Patrick Lê Giang từ Công an Hà Nội trong giai đoạn 2 của V-League. Đáng nói là thủ môn Việt Kiều này hiện đang được đội bóng ngành công an cho câu lạc bộ Hồ Chí Minh mượn. Do vậy, nếu như muốn cho Hoàng Anh Gia Lai mượn người, Công an Hà Nội sẽ phải lấy Patrick Lê Giang lại từ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng việc này đang vấp phải sự phản đối của thành viên ban huấn luyện đội chủ sân Thống Nhất. Nếu như Công an Hà Nội lấy thủ môn Patrick Lê Giang về sớm cho đội dùng thì không nói làm gì. Chứ nếu như họ lấy về để cho Hoàng Anh Gia Lai mượn thì khó có thể chấp nhận được. Vì như vậy, V-League lại có thêm chuyện một ông chủ nhiều đội bóng. Bản thân Patrick Lê Giang cũng rất muốn ở lại chơi bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Phùng Thành Phương của Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ. Một số nguồn tin cho biết, Công an Hà Nội muốn lấy lại thủ môn Patrick Lê Giang và để Bùi Tiến Dũng đến Thành phố Hồ Chí Minh theo chiều hướng ngược lại. Tuy nhiên, ban huấn luyện của chiến hạm đỏ tỏ ra không mặn mà với thương vụ này vì cho rằng Patrick Lê Giang đang hòa nhập tốt với đội bóng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có hai phương án là mượn thủ môn Huỳnh Tấn Linh của câu lạc bộ Bình Định hoặc xin giữ lại Patrick Lê Giang. Bên cạnh người gác đền cao 1m88, Hoàng Anh Gia Lai còn muốn mượn thêm tiền vệ đa năng Sâm Ngọc Đức, người đang khoác áo Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng chờ mượn từ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, cho đến lúc này cả hai thương vụ nói trên vẫn chưa có thêm diễn biến mới nào. Tương lai nào cho ông Philippe Chelsea? Hỏi như vậy bởi hai lẽ là huấn luyện viên này vẫn đang tại vị và đang có sự trông chênh nhất định bởi những kết quả mà đội tuyển Việt Nam không có những trận thắng trong thời gian qua, nhất là tại AFC Asian Cup với trận thua Indo 0-1. Thêm nữa, dư luận có những đánh giá trái ngược, thậm chí có những lời lẽ gay gắt đòi sa thải ông. Sử dụng người mới không quên người cũ. Tương lai của bất cứ huấn luyện viên nào cũng phụ thuộc vào những trận đấu, giải đấu, người thuê họ và khán giả cần niềm vui chiến thắng. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi ông Chelsea bị dư luận thất vọng vì ông chưa mang lại cho sự phấn khích của thắng lợi, sự an tâm về lối chơi và có phù hợp với người Việt Nam hay không. Cuối cùng là cách chọn người và dùng người của ông. Nói về huấn luyện viên người Pháp, người ta không thể không so sánh với người tiền nhiệm của ông là người đến từ Hàn Quốc qua Hàng Sò.
bởi tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam và nhiều cầu thủ vẫn còn say mê bởi những chiến tích mặn mòi, cay nồng những món đặc sản kim chi của vị huấn luyện viên đầy nhiệt huyết này mang lại. Mở ra một thời kỳ mới cho bóng đá Việt Nam, đứng đầu bóng đá Đông Nam Á, vươn tầm bóng đá châu lục với trận chung kết gặp Uzbekistan trên sân Thường Châu đầy tuyết chiều 27 tháng 1 năm 2018. Những khán giả chỉ mới thoáng qua sự hồ hởi hy vọng qua trận thua Nhật Bản 2-4 giải châu Á, đang diễn ra thì lại thất vọng bởi trận thua 0-1 Indo sau đó. Bằng thành tích của ông Chu C, qua 10 trận đấu chính thức của tuyển Việt Nam cũng không có gì nổi trội. Với 3 trận thắng 7 bại, trận đấu được khán giả hài lòng nhất vẫn là trận đấu gặp Nhật Bản mới đây, dù là để thua. Cách chọn và dùng người chưa đúng. Mới đây ông Đoàn Nguyên Đức, người nổi tiếng nhiệt huyết về bóng đá và trực tính, đã gay gắt phê phán ông Chu C là gạt bỏ nhân tài giữa thời ông Park và dùng những cầu thủ chưa đủ độ chín về tài năng. Thực tế thì sao? Trong thời gian qua, huấn luyện viên người Pháp đã dùng 39 cầu thủ, trong đó có 26 người từng được ông Park tin dùng từ đội U23 đến tuyển quốc gia. Tại giải châu Á vừa qua, ông vẫn dùng Hùng Dũng, Quang Hải, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Toàn và Xuân Mạnh. Ông vẫn không quên những tiến linh Ngọc Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, nhưng họ đều bị chấn thương, sa sút thể lực trong thời gian gần đến giải. Việc dùng người còn phụ thuộc vào cách nhìn, cách xây dựng lối chơi của mỗi huấn luyện viên. Ở ông Chu C, huấn luyện viên này có cách nhìn khác về Tuấn Anh, trọng dụng anh hơn ở thời ông Park. Ông cũng xem Tuấn Hải là mũi nhọn có thể thay thế cho Tiến Linh, dùng Đình Bắc nhanh nhạy không kém Văn Toàn dù còn non kinh nghiệm. Điều nữa là huấn luyện viên người Pháp dùng cầu thủ để hướng tới mục tiêu World Cup, trước mắt là vòng loại World Cup. Do vậy ông chọn các cầu thủ trẻ chưa no nê danh hiệu, đang khát khao thi đấu, cống hiến và vươn tầm đẳng cấp. Hãy thử nghĩ xem, ông Park đã dùng đứa cầu thủ U23 từ năm 98 tại Thường Châu làm nòng cốt, cùng những cầu thủ tài năng như Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Lâm và Anh Đức, và gặt hái được vô số thành tích, nhất là của khu vực Đông Nam Á. Nhưng ông Park cũng phải hiểu rằng với họ, bóng đá Việt Nam cũng chỉ đạt được khu vực, bởi ra khu vực châu Á chưa thể ra biển khơi là World Cup. Ông Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiểu rằng đã đến lúc cần sự thay đổi để bóng đá Việt Nam vươn tầm. Họ chia tay nhau dù cho ông Park là thuyền trưởng xuất sắc nhất. Giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm đó, VFF thì với khát vọng mới đã tìm đến ông Chu C, người am hiểu bóng đá Việt Nam có sự hồ sơ cực đẹp với việc dẫn dắt tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, trước đó là huấn luyện viên trưởng đội bóng lớn Olympic Marseille. Huấn luyện viên người Pháp muốn đưa tuyển Việt Nam lên tầm mới thì cần phải tìm được nhân tố mới và tất nhiên là với cách xây dựng lối chơi của riêng mình. Trước mắt ông không bỏ qua nhân tố cũ nhưng tìm được 13 người mới là Minh Trọng, Thái Sơn, Văn Khang, Đình Bắc. Trong đó Đình Bắc được xem là cầu thủ thành công nhất. Trong lúc này có độ khéo, nhanh nhạy và dũng cảm. Anh đã ghi bàn đẹp mắt với cú đánh đầu ngược dòng trong trận đấu gặp Nhật Bản vừa qua. Những cầu thủ trẻ được hy vọng làm nên làn gió mới cho tuyển Việt Nam. Chỉ có họ mới đủ khát vọng về một danh hiệu mới. Băn khoăn về lối chơi. Và điều cuối cùng, xét về lối chơi, dưới thời của ông Park thì tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công, lối chơi thiên về chắc chắn, hiệu quả dựa trên đội hình, đã hiểu nhau qua nhiều năm sát cánh. Cùng với sự gan dạ của hàng tiền vệ với Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh và Thành Trung, sự khéo léo và sáng tạo của Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, hàng công sắc bén giàu kinh nghiệm với Anh Đức, Tiến Linh và Đức Trinh. Với ông Park thì đá trước hết là không thua, nhưng đội hình phòng thủ chủ động, trong thủ luôn hàm chứa tấn công. Với tuyển Việt Nam thời đó, cầu thủ hậu vệ như Ngọc Hải hay Văn Hậu cũng có thể phát động tấn công hay trực tiếp tấn công để ghi bàn. Đội hình của ông với biến thiên nhuẩn nhuyễn từ 5-3-2 sang 3-5-2 tùy thời điểm của trận đấu. Ông Chu C thì với khát vọng lớn hơn, muốn cho tuyển Việt Nam chơi với thế trận mở và đuôi công. Trên thực tế, ông cho cầu thủ Việt Nam chơi tấn công trên diện rộng ở nhiều hướng. Điều này đòi hỏi cầu thủ vừa khéo lại phải nhanh và khỏe. Nhiều người cho rằng huấn luyện viên người Pháp đưa cầu thủ Việt Nam yếu và chậm chân đuôi công với những Iraq, Nhật Bản là không ổn vì họ khỏe hơn, cao to hơn, nhanh hơn và khéo hơn. Nhưng thử hỏi, có lối chơi nào để thắng đội cái gì cũng hơn mình? Quay lại lối chơi của ông Park thì nếu vậy nên mời ông Park trở lại, vì không ai có thể giỏi hơn tác giả của lối chơi đó. Ông Chu C đang chơi với lối chơi của ông, đó là quyền của bất cứ huấn luyện viên nào. Cũng chỉ với lối chơi của huấn luyện viên người Pháp mới mong phát hiện ra điều gì đó mới về tố chất cầu thủ Việt Nam, xem họ có thể vươn ra được miền lớn không, ở thế hệ này hoặc thế hệ sau. Nhiều người cho rằng trận đấu gặp Indo vài tháng tới là thuốc thử cuối cùng cho ông Chu C. Thông thường thì kẻ thắng có tất cả, ông Chu C chưa phải là kẻ thắng nên khó có thể tranh luận được với dư luận đang chĩa búa rìu vào ông. Nhưng ông vẫn còn ngồi ghế nóng, chúng ta hãy cùng kiên nhẫn với ông, vì đạt được điều gì đó lớn lao sẽ cần phải có thời gian.